Trực tiếp Chile với Peru. Chile đối đầu với Peru ở bán kết Copa America 2019. Các nhà đương kim vô địch không được phép chủ quan. Khi Peru cho thấy sự khó chịu nhất định. Cập nhật đội hình thi đấu, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy subscribe kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Nhận định chung, các nhà đương kim vô địch Chile vẫn đang thể hiện được đẳng cấp và sự già dơ trong từng trận thi đấu đã qua. Mặc dù phải đối đầu với đội bóng chưa để thua trận nào, Colombia nhưng chiến thuật hợp lý cộng thêm bản lĩnh vững vàng đã giúp Sanchez và các đồng đội vượt qua đối thủ. Trong khi đó, Peru cũng không phải tay vừa. Peru đã giành hạng 3 ở Copa America 2 lần liên tiếp. Vì vậy, Chile chắc chắn không được đánh giá thấp sức mạnh của Peru. Đoàn quân của huấn luyện viên Gareca đã đánh bại ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Uruguay ở tứ kết. Điều đó đủ cho thấy sự lì lợm của đội bóng này. Với Chile, ngôi sao sáng nhất từ vòng bảng tới giờ bất ngờ là Alexis Sanchez, cầu thủ của MU trải qua một mùa giải thi đấu tệ hại ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, số 7 của Chile lại đang cho thấy khả năng tuyệt vời ở đội tuyển quốc gia. Cùng với Vidal, hai cầu thủ này đang có điểm rơi phong độ rất tốt ở Copa America năm nay. Peru sẽ phải thi đấu một cách chắc chắn trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới Chile. Từ các trận bán kết, trận đấu sẽ có thêm hiệp phụ nêu hòa ở 90 phút. Vì vậy, các đội phải tính toán một cách kỹ lưỡng hơn nữa để có thể giành một suất trong trận chung kết.